Vinpearl Nha Trang tạm dừng dịch vụ do bão Nari. Đêm ngày 9 tháng 11, trên fanpage chính thức của Vinpearl Nha Trang đã đăng dòng trạng thái cảm thấy chu đáo với nội dung. Thông báo Vinpearl Nha Trang tạm dừng dịch vụ do bão Nari. Thời gian áp dụng từ 17:30 đến hết ngày 10 tháng 11 năm 2019. Kính gửi quý du khách, theo công điện của tỉnh Khánh Hòa, dự kiến cơn bão số 6 Nari sẽ đổ bộ vào khu vực biển Khánh Hòa vào khoảng thời gian ngày 10 tháng 11 năm 2019. Vì vậy, Vinpearl sẽ tạm dừng hoạt động từ 17:30 hôm ngày 10 tháng 11 năm 2019 để vận chuyển khách về bờ, đảm bảo an toàn cho mọi người. Quý du khách cân nhắc về việc sử dụng dịch vụ của chúng tôi trong thời gian này. Cụ thể, đối với khách lẻ hoặc khách thuộc khách sạn Vinpearl, bên bờ cần ra về bằng cáp treo trước 16:30. Đối với khách lưu trú tại Vinpearl trên đảo, cần ra về trước 17:30, sử dụng cáp treo trước 16:30. Phòng vé sẽ ngừng bán vé từ 12 giờ trưa. Nếu khách hàng vẫn mua vé, cần phải cam kết. Rất xin lỗi về sự bất tiện này, trân trọng. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, cơn bão số 6 có tên gọi là Nari, diễn biến rất phức tạp và dị thường. Cùng một lúc trên các đại dương có 4 cơn bão. Trong đó, đặc biệt siêu bão Ha Long, dự báo có cường độ sắp xỉ cơn bão Haiyan năm 2013. Sáng ngày 8 tháng 11, tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã diễn ra cuộc họp trực tuyến chỉ đạo ứng phó số 6. Cuộc họp có sự tham gia của Phó Thủ tướng Trương Đình Dũng, trưởng ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai và đại diện của các ban ngành liên quan. Do ảnh hưởng cùng lúc, cường độ và đường đi của cơn bão số 6 sẽ có sự thay đổi. Ngoài ra, vì đây là thời gian cuối mùa bão cho nên những cơn bão thường có sự tương tác với khối không khí lạnh ở miền Bắc và hoàn lưu gió Tây Nam, cho nên làm cơn bão có xu thế nặng hơn. Cơn bão số 6 hiện đang có đường đi hướng về phía Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ nước ta. Trong đó, các tỉnh chịu ảnh hưởng trực tiếp như là Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định, Nha Trang. Vị trí hiện tại, cơn bão số 6 còn cách đảo sông Tử Tây 210 km. Cấp độ bão hiện nay đo được giật cấp 11, gió giật cấp 16. Theo hình ảnh vệ tinh cho thấy, hoàn lưu bão rất rộng, có thể do tác động ở cả phía Nam. Về thời điểm đổ bộ vào đất liền, cơn bão dự kiến sẽ vào đất liền chiều tối ngày 10 tháng 11, giật cấp 8, cấp 9. Với dạng bão khối trộn Bắc Nam diễn biến phức tạp, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã đưa ra chỉ đạo. Theo đó, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cập nhật thường xuyên thông tin về cơn bão để cung cấp cho các cơ quan thông tin, truyền thông. Đồng thời, cử các lực lượng hỗ trợ, kể cả phương tiện và con người, phối hợp kết hợp với tỉnh Bình Định để phòng chống bão. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cử người vào hướng dẫn người dân chống giữ lồng bè tránh bão. Tiếp theo, các tỉnh rà soát tất cả các kịch bản với phương châm 4 tại chỗ. Các tỉnh thành hết sức cảnh giác trong công tác phòng chống bão, phối hợp với Bộ Ngoại giao, liên hệ với các nước bạn có tàu của chúng ta để hỗ trợ thông báo cho các thuyền bè của nước ta di chuyển và đảm bảo an toàn. Bão số 6 đang tiến vào vùng biển các tỉnh Quảng Ngãi đến Khánh Hòa với sức gió mạnh cấp 11, giật cấp 14. Ảnh hưởng của bão gây mưa lớn cho Trung Bộ từ đêm nay, 9 tháng 11. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vào lúc 16 giờ ngày 9 tháng 11, bão số 6 Nari cách bờ biển các tỉnh Quảng Ngãi đến Khánh Hòa khoảng 450 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, giật cấp 14. Trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây với vận tốc từ 10 đến 15 km/h. Chiều ngày 10 tháng 11, tâm bão cách bờ biển Quảng Ngãi, Khánh Hòa 150 km, cường độ gió không đổi so với trước đó. Những giờ tiếp theo, bão giữ nguyên vận tốc, đi vào đất liền và các tỉnh này với sức gió giảm xuống cấp 9, cấp 10, giật cấp 12. Sau khi đổ bộ vào đất liền, bão sẽ suy yếu dần trở thành áp thấp nhiệt đới, sau đó thành một vùng áp thấp. Chiều ngày 11 tháng 11, trung tâm vùng áp thấp nằm ngay trên phía đất liền đông bắc Campuchia với sức gió mạnh dưới cấp 6. Cơ quan khí tượng cảnh báo do ảnh hưởng của bão số 6, từ đêm ngày 9 tháng 11 đến ngày 12 tháng 11, các tỉnh Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa và Tây Nguyên có mưa lớn. Tổng lượng mưa phổ biến trong cả đợt lên đến 200-400mm, mưa tập trung ở khu vực từ Bình Định đến Khánh Hòa. Mưa lớn trong thời gian này sẽ kéo dài, kèm theo nguy cơ lũ quét, sạt lở ở vùng núi, ngập lụt ở vùng trũng thấp, vùng ven sông và các đô thị của các tỉnh thành nằm trong khu vực ảnh hưởng do bão. Các khu vực này cũng có nguy cơ ngập lụt sâu, diện rộng và ảnh hưởng tới một số hồ chứa thủy lợi xung yếu. Hiện do ảnh hưởng của bão kết hợp với không khí lạnh, giữa biển Đông hiện có gió mạnh cấp 8, cấp 9, vùng gần tâm đạt cấp 10, 11, giật cấp 14, sóng biển cao từ 6 đến 8 mét, biển động dữ dội. Bắc biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa, hiện có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động. Từ đêm ngày 9 tháng 11, vùng biển ngoài khơi Đà Nẵng, Ninh Thuận có gió mạnh tăng dần lên cấp 9. Vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, cấp 11, giật cấp 14, sóng biển cao từ 4 đến 6 mét, biển động dữ dội. Chiều tối ngày 10 tháng 11, đất liền các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên và Khánh Hòa.
sẽ có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8, cấp 10, giật cấp 12, khu vực Gia Lai, Đắk Lắk có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7. Vùng ven biển Quảng Ngãi, Khánh Hòa được cảnh báo đề phòng nước biển dâng kết hợp với thủy triều cao 1,5m đến 2,5m. Vì sao bão số 6 liên tục mạnh lên, di chuyển khó lường? Trả lời phóng viên, chuyên gia khí tượng cho biết, bão số 6 khó dự đoán vì chịu tương tác của ba hình thái trên dải hội tụ nhiệt đới liên hành tinh. Hiện có nhiều kịch bản khác nhau cho cơn bão này. Ông Nguyễn Văn Hưởng, trưởng phòng dự báo khí hậu, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết dự báo này có thể thay đổi bởi bão số 6 đang chịu tác động của nhiều hình thái khác nhau, khiến xu hướng di chuyển khó lường. Tương tác của bốn cơn bão. Theo ông Hưởng, dải hội tụ nhiệt đới liên hành tinh nằm trên vùng xoáy thuận nhiệt đang có sự hoạt động của bốn cơn bão và áp thấp nhiệt đới, bao gồm siêu bão Hà Long ở phía tây bắc Thái Bình Dương, bão số 6 Nari ở Biển Đông, vùng áp thấp nhiệt đới ở vùng Bengal, vùng áp thấp nhiệt đới ở vịnh Bengal và bão Hanna ở Ấn Độ Dương. Đây là trường hợp đặc biệt khi cùng một lúc xuất hiện bốn vùng xoáy thuận nhiệt đới trên cùng một dải liên đại dương, từ Ấn Độ Dương đến phía tây bắc Thái Bình Dương. Ông Hưởng nhận định, theo đó siêu bão Hà Long được nhận định sẽ chi phối hoạt động của nhiều hình thái khác. Do cường độ mạnh chưa từng thấy, được dự báo mạnh hơn siêu bão Haiyan năm 2013. Tương tác của siêu bão này sẽ khiến cơn bão số 6 có hướng di chuyển khó lường. Nếu Hà Long đi lên phía Bắc, thì khí áp cao thuận nhiệt đới bị đẩy xuống, khiến bão số 6 di chuyển về phía Tây. Khi kết hợp với không khí lạnh dịch chuyển và tác động thì bão số 6 hướng về đất liền với cường độ mạnh ngày càng lên. Trong khi đó, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, bão số 6 liên tục tăng cấp là do đang di chuyển trên một vùng biển ấm. Các điều kiện động lực ngay tại khu vực bão hoạt động cũng thuận lợi để bão tích tụ năng lượng và mạnh lên. Ngoài ra, không khí lạnh sẽ bắt đầu ảnh hưởng tới các vùng núi phía Bắc trong ngày 7 tháng 11. Sự kết hợp của áp cao lạnh lục địa dồn xuống phía Nam và không khí lạnh phía Bắc tạo ra gió đông bắc rất mạnh ở rìa phía Bắc của cơn bão, khiến cơn bão số 6 tăng cấp nhanh. Tuy nhiên, do còn nhiều vùng trung tâm khác tác động lên, nên kịch bản di chuyển và cường độ bão số 6 sẽ liên tục thay đổi khó lường. Có thể sẽ suy yếu trước khi vào đất liền. Theo trưởng phòng dự báo khí hậu, các mô hình trên thế giới của Mỹ, Nhật, Hồng Kông, Trung Quốc và Đài Loan hiện chưa có sự dự báo ổn định nào về hướng di chuyển và kịch bản đổ bộ của bão Nari khi tiến vào đất liền. Đa số là dự báo tạm thời. Cụ thể, Trung tâm Dự báo Thời tiết Nguy hiểm châu Âu, trung tâm dự báo nổi tiếng trên thế giới đã đưa ra nhận định rằng khi tiến gần về đất liền, bão số 6 có khả năng chệch hướng di chuyển xuống phía Nam và suy yếu trước khi đổ bộ. Trong khi đó, theo dự báo của Đài khí tượng Hồng Kông, bão số 6 đạt cường độ 120 km/h cấp 12 vào ngày 9 tháng 11. Ngay sau đó, bão giảm xuống cấp 11 khi tiến vào vùng biển các tỉnh Quảng Ngãi, Ninh Thuận trong ngày 10 tháng 11. Khi đi vào đất liền khu vực này, bão lập tức suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó trở thành một vùng áp thấp di chuyển lên Tây Nguyên. Dự báo này tương đối trùng khớp so với các nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia. Nếu bão số 6 đi theo kịch bản này, vùng ảnh hưởng của nó sẽ trải dài một phổ từ Đà Nẵng đến Bà Rịa Vũng Tàu, ông Hưởng cho biết. Vị chuyên gia cũng cho biết trong ngày 8 tháng 11, khi bão có xu hướng quay đầu ngược trở lại và di chuyển về phía đất liền, các dự báo về cường độ, hướng đi của bão sẽ rõ ràng hơn. Vâng, với những diễn biến phức tạp của cơn bão số 6 Nari cũng ảnh hưởng trực tiếp đến thành phố Nha Trang, thì không khó hiểu khi mà khu vui chơi giải trí lớn nhất Nha Trang Vinpearl lại thông báo dừng dịch vụ trong những ngày mưa bão để đảm bảo an toàn cho các khách du lịch. Không chỉ riêng Nha Trang, những địa điểm du lịch khác như Đà Nẵng, Vũng Tàu, Phú Yên cũng chịu ảnh hưởng trực tiếp của cơn bão số 6 Nari. Bởi vậy mà khách du lịch nào đang có ý định hay kế hoạch đi du lịch Bởi vậy mà các khách du lịch nào đang có ý định hay kế hoạch đi du lịch đến các địa điểm này? Thì nên tránh những ngày có bão, dự kiến đến hết ngày 12 tháng 11 nhé. Hy vọng cơn bão số 6 Nari sẽ nhanh chóng tan và không làm ảnh hưởng nhiều đến những người dân ở vùng chịu ảnh hưởng của bão. Chúng tôi sẽ cập nhật tin tức về cơn bão số 6 Nari này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.